Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn dự chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ cho đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động. Các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đảm bảo lương thưởng dịp Tết cho người lao động. Các hộ dân tại huyện Ân Thi tích cực chuyển đổi nghề, sử dụng hiệu quả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tỉnh Hưng Yên sẽ hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Người dân phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào khốn khổ vì đường thi công chậm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại huyện Yên Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ. Tham dự chương trình có các đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chương trình diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 1, thu hút trên 3.000 lượt đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc. Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn đánh giá cao những kết quả đóng góp tích cực của các cấp công đoàn trong thời gian qua, cũng như sự nỗ lực cố gắng của người lao động và các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí biểu dương, chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ và Chợ Tết Công đoàn năm 2024 là hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sẻ chia của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Tôi đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình Tết Sum vầy và huy động tốt hơn nữa sự tham gia của cả xã hội, tập trung chăm lo Tết cho người lao động, bảo đảm mọi công nhân lao động đều có Tết, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo như xây dựng, sửa chữa nhà ở, thực hiện các nội dung thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chế độ an sinh lao động cho người lao động. Đồng thời tôi cũng mong muốn công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh không ngừng ra sức học tập, nâng cao trình độ cả về học vấn và tay nghề, nâng cao khả năng tiếp cận ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh và công việc của mình, phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất vì sự phát triển của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và vì lợi ích của bản thân mình. Mặt khác, các chủ doanh nghiệp, đơn vị cần quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến chăm lo đời sống vật chất tinh thần, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiên tiến, giúp người lao động yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho doanh nghiệp, cho tỉnh và cho đất nước. Vâng, chương trình Tết Sum vầy Xuân chia sẻ và Chợ Tết Công đoàn năm 2024 diễn ra trong hai ngày qua thực sự trở thành ngày Tết vui tươi, đầm ấm cho hàng nghìn đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ghi nhận của các phóng viên thời sự. Thi bài trí không gian ngày Tết, thi gói bánh trưng xanh, tiết mục múa sạp được 10 đội đến từ huyện Yên Mỹ, Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào đem đến chương trình với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi đã trang trí phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam nên chúng tôi hướng tới trang trí cái không gian giống như không gian ngày Tết, bao gồm có mâm ngũ quả, cành đào, cây mai và những tràng pháo bánh trưng xanh ạ. Chúng em muốn mang đến không gian Tết cổ truyền với chủ đề vọng xưa, thì như anh có thể thấy là trước mắt ở đây là không gian hình ảnh nhà mái lá và không gian sinh hoạt với các cái vật dụng trưng bày như là bộ trường kỷ bằng tre, mâm ngũ quả, cành đào. Ở trước sân thì là những cái đòn gánh với hoa thơm và trái cây để biểu trưng cho một năm mới sung túc đủ đầy. Và trong phía sân nhà ở đây thì là không gian hình ảnh ông đồ. Đến với hội thi ngày hôm nay thì chúng em cũng muốn mang tới hội thi đó là những cái câu hát dân ca, đó cũng là một nét đẹp truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Các doanh nghiệp cũng mang đến Chợ Tết Công đoàn 50 gian hàng giảm giá và gian hàng không đồng, thu hút đông đảo người đến mua sắm. Bên Mobifone sẽ có những cái phần quà, nhất là được tặng dán cường lực miễn phí này, và sẽ có những cái chương trình mà bốc thăm trúng thưởng. Mà mình thấy cái giá cả ở đây là rất là hợp lý với người lao động, và mua một thì tặng ba, rất là vui mừng được có những hội như ngày hôm nay. Ngoài những tiết mục văn nghệ do ca sĩ hát cho công nhân nghe, ngày hội còn sôi động với đêm văn nghệ nghe công nhân hát và hoạt động lửa trại ban đêm.
Bên cạnh đó, họ còn được tham dự bốc thăm trúng thưởng và thi tài để nhận trên 440 phần quà cùng giải thưởng trị giá trên 500 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao 2.100 vé xét nghiệm y tế miễn phí, các phiếu mua hàng không đồng và mua hàng giảm giá. Em là một trong những số người may mắn nhất ở đây. Em nhận được một cái TV và em rất là vui. Cảm ơn Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã mang đến những phần quà rất là ý nghĩa cho người lao động ạ. Ngày hội Tết Xung Vầy, Xuân Chia Sẻ và Chợ Tết Công đoàn là sự kiện thường niên nhằm cổ vũ động viên lực lượng lao động còn khó khăn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, góp phần giúp người lao động đón Tết thêm đầm ấm và hạnh phúc. Nhằm tạo cái sự phấn khởi cũng như là tinh thần đón Tết, đón xuân vui vẻ, các cấp công đoàn cũng tích cực tổ chức hoạt động Tết Xung Vầy. 1.625 cũng là cơ sở đến cấp tỉnh đều tổ chức như là thi gói bánh chưng, thế rồi là các hoạt động như bắt thăm trúng thưởng, rồi là các trò chơi dân gian, cùng với đó sẽ là các hoạt động văn hóa văn nghệ và rất nhiều hoạt động phong phú khác, thì hy vọng rằng sẽ mang lại cái Tết cho người lao động vừa về vật chất và về tinh thần, tạo một cái Tết đầm ấm và yên vui. Tết Nguyên đán đang cận kề, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kim Động đang nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập và chăm lo Tết cho người lao động sau một năm làm việc vất vả. Để ổn định sản xuất, việc làm cho người lao động, nhất là những tháng cuối năm khi nhu cầu về dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi tăng cao, doanh nghiệp này đã chủ động nguồn nguyên liệu dự trữ tại kho, bố trí tăng ca hợp lý cho người lao động, tăng cường ký hợp đồng cung ứng để duy trì đơn hàng sau Tết. Dù khó khăn chung, song để động viên người lao động, công ty vẫn duy trì mức thưởng Tết bằng một tháng lương, bình quân từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng, cùng phần quà Tết của công đoàn công ty cho người lao động. Thời điểm này chúng tôi vẫn làm công việc vẫn ổn định và làm tăng ca. Giáp Tết Nguyên đán là anh em cũng nhận được chế độ thưởng Tết, là anh em cuối năm rất là phấn khởi cho gia đình. Đầu năm 2024 dự kiến là cái số lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ sẽ giảm đi tương đối để đảm bảo cho cuộc sống cho người lao động, thì công ty sẽ bố trí thời gian làm việc cho phù hợp để đảm bảo vào cái đồng lương cho người lao động. Đối mặt với khó khăn kéo dài, với lượng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn huyện Kim Động, bên cạnh việc duy trì các đơn hàng truyền thống, cũng chủ động đưa ra những chiến lược kế hoạch kinh doanh ở các mảng thị trường mới với nhiều thận trọng. Vì vậy, trong năm, toàn huyện không có doanh nghiệp may mặc nào phải tạm dừng sản xuất, công nhân không phải nghỉ gián đoạn. Các đơn vị vẫn duy trì mức lương ổn định, trung bình đạt từ 6 đến 10 triệu đồng một người một tháng, như tại công ty May Oang Oan, Tân Đệ, Hannes Brand. Thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, nhưng là món quà mang giá trị rất lớn với người lao động, nên các doanh nghiệp đều chủ động khắc phục khó khăn, cân đối các nguồn để giữ mức thưởng Tết bằng hoặc cao hơn năm trước. Với ngành may năm nay thì tôi được biết là thực sự là có rất là nhiều biến động khó khăn. Thì nhưng mà riêng với công ty chúng tôi là vẫn được duy trì công việc cho tất cả các đoàn viên cũng như là người lao động. Mức lương trung bình của chúng tôi đạt được là tầm khoảng 8 triệu rưỡi. Dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc là chúng tôi cũng có một cái kế hoạch sản xuất rất là cụ thể. Thế và đặc biệt là trong cái bối cảnh khó khăn chung thì với công việc cũng như là đời sống và việc làm của người lao động của công ty Tân Đệ là rất ổn định, và chúng tôi có kế hoạch rất là lâu dài. Chúng tôi không có một người lao động nào phải nghỉ gián đoạn hoặc là nghỉ luân phiên. Thế và hiện tại chúng tôi đã có kế hoạch sắp xếp cho đến hết tháng 10 của năm 2024. Huyện Kim Động hiện có trên 200 doanh nghiệp nhà máy. Thời điểm này, các đơn vị đều đã xây dựng và hoàn thiện kế hoạch chi trả lương thưởng cuối năm cho người lao động. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cùng các công đoàn cơ sở cũng đa dạng các hoạt động quan tâm, chăm lo Tết cho người lao động. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu ổn định đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết cổ truyền. Tết Giáp Thìn năm nay, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ được đón xuân trong căn nhà mới, ghi nhận tại huyện Phù Cử. Bà Lê Thị Lụa là một trong 4 hộ nghèo tại xã Minh Tiến, năm nay được đón Tết trong căn nhà mới. Giữa năm 2023, bà bắt đầu xây dựng căn nhà mới trên nền đất cũ, giá trị khoảng trên 600 triệu đồng. Trong đó, bà được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì Người Nghèo tỉnh. Số tiền còn lại, bà đã dành dụm nhiều năm nay và được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện.
được đảng và nhà nước hỗ trợ cho cố làm được căn nhà cho được sáng sủa khang trang như này là tôi rất mừng, rất vui. Và tôi cũng không biết nói gì hơn cả, tôi chỉ biết có lời chân thành là cảm ơn đến tất cả các ban ngành nhà nước. Nhờ có chính sách này đã hỗ trợ tôi thì sẽ phấn đấu làm ăn hơn nữa. Mong muốn làm sao không còn phải rơi vào hộ nghèo nữa. Trong năm qua, cái chính sách xét duyệt hộ nghèo của xã Minh Tiến thì đảm bảo là công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Đảm bảo khi xét duyệt xong thì không ý kiến là khiếu nại của nhân dân. Năm nay, bà Nguyễn Thị Xoa ở thôn Đại Khê, xã Tiên Tiến cũng được đón Tết trong căn nhà mới trị giá khoảng 500 triệu đồng. Trong đó, bà cũng được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Quỹ Vì Người Nghèo của tỉnh. Ngôi nhà mới là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình bà, đặc biệt trong những ngày rét đậm này. Cảm ơn Đảng và Nhà nước quan tâm đến gia đình nhà tôi. Được cái nhà chắc bền, sang năm rồi đi chúng tôi phấn đấu để cho thoát nghèo. Thì đối với xã Tiên Tiến thì năm 2023 thì có 4 hộ là xây mới và 3 hộ sửa chữa. Thì chúng tôi cũng đã triển khai xuống các hộ và đến thời điểm này các hộ gia đình đã hoàn thiện xong nhà và đưa vào sử dụng. Năm 2023, từ nguồn vốn Quỹ Vì Người Nghèo của tỉnh, trên địa bàn huyện Phù Cừ có 60 hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà mới với mức 80 triệu đồng một hộ và 33 hộ cận nghèo được hỗ trợ sửa nhà với mức 40 triệu đồng một hộ. Huyện cũng hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho 37 hộ với mức 25 triệu đồng một hộ. Năm 2024, huyện Phù Cừ tiếp tục rà soát các hộ đủ tiêu chí được hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo để trình tỉnh phê duyệt. Thời điểm này, không khí ở làng Hoa Đào Phú Đa, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào khá nhộn nhịp. Toàn bộ đào đều đã được các hộ trưng bày phục vụ khách hàng và người dân đến mua. Các chủ vườn đào cho biết, cơ bản các cây đẹp đều đã được các khách hàng đến đặt mua hoặc thuê, giá trung bình 5 triệu một cây một tháng kể cả công vận chuyển. Nếu bán, trung bình có giá trên dưới 10 triệu đồng một cây. Cây to thế đẹp có thể có giá vài chục triệu đồng. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi phù hợp cho đào phát triển. Với điều kiện thời tiết rét, nền nhiệt thấp như hiện nay thì đào sẽ nở hoa đẹp vào đúng dịp Tết. Năm nay, tổ dân phố Phú Đa có khoảng trên 5.000 cây đào cảnh. Đây cũng là địa phương có truyền thống trồng hoa đào nhiều năm. Thời gian qua, nhiều hộ dân của huyện Ân Thi đã sử dụng số tiền hỗ trợ thu hồi đất để chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống sau khi không còn ruộng đất để sản xuất. Gia đình chị Nghiêm Thị Huệ có hơn 2 sào đất nông nghiệp phải thu hồi phục vụ dự án đường Tân Phúc Phong Phan. Sau khi nhận được gần 300 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, chị Huệ có thêm nguồn vốn mở rộng thêm một kiosk tại chợ Tân Phúc. Các mặt hàng kinh doanh cũng đa dạng và phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn. Chồng chạy xe chở công nhân đi làm, có tiền thêm thì lại mua cái xe đẹp hơn, đổi xe cái xe đắt hơn để đảm bảo hơn. Ngoài cái giờ chạy công nhân thì mình cũng vẫn chạy thêm khách đi du lịch hoặc là khách đi đám cưới. Xe đẹp hơn thì dĩ nhiên là nó sẽ đông khách hơn, nó sẽ thu nhập được hơn một chút nữa. Nhiều năm nay, hơn một sào ruộng của gia đình chị Nguyễn Thị Lan, lúc cho người khác mượn canh tác, lúc bỏ hoang. Mới đây, toàn bộ diện tích này được thu hồi để làm đường Tân Phúc Võng Phan. Chị Lan nhận được 230 triệu đồng tiền bồi thường. Phần lớn số tiền được chị đầu tư mở rộng các mặt hàng, kinh doanh. Cửa hàng của gia đình cũng phát triển hơn, cho thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Trước thì gia đình thì cũng chỉ làm rèm thôi. Chúng tôi nhận được tiền bồi thường thì tôi lấy thêm chăn ga gối đệm về để kiếm đồng thu nhập cho gia đình. Tiền thu nhập của tôi hàng tháng thì nó sẽ tăng lên. Những năm qua, huyện Ân Thi triển khai hàng chục dự án, trong đó có những dự án trọng điểm của tỉnh như khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp số 3, số 5, các cụm công nghiệp Quảng Lãng, Đặng Lễ, Quang Vinh, Vân Du, đường nối hai đường cao tốc, đường Tân Phúc, Võng Phan. Diện tích đất phải giải phóng mặt bằng lớn, đặt ra bài toán về ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị thu hồi đất. Bên cạnh hỗ trợ của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, bản thân các hộ dân cũng chủ động sử dụng hợp lý nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ để chuyển đổi nghề, ổn định và phát triển cuộc sống. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 731 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương án sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 với các yêu cầu, nhiệm vụ và nội dung lộ trình cụ thể.
Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30 tháng 9 năm 2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ sau. Về phương án tổng thể, sau khi hoàn thiện giải trình ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ và các cơ quan trung ương sẽ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và triển khai đến các huyện. Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thẩm quyền trên cơ sở phương án tổng thể này. Trên cơ sở này, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ tổng hợp xây dựng đề án tổng thể của toàn tỉnh. Sau đó, Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ lấy ý kiến cử tri những nội dung đối tượng có liên quan trong đề án tổng thể và thông qua chủ trương tại Hội đồng Nhân dân cấp huyện cấp xã. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp hoàn thiện đề án tổng thể chung toàn tỉnh và báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi thông qua tại Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đó báo cáo Bộ Nội vụ để trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành sắp xếp 25 xã thị trấn để hình thành mới 20 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị. Năm 2024, thành phố Hưng Yên được giao trên 180 chỉ tiêu công dân nhập ngũ. Mặc dù gặp không ít khó khăn về nguồn tuyển, tuy nhiên thành phố đã và đang nỗ lực để hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đảm bảo tuyển người nào, chắc người đó ngay từ cơ sở. Cao Như Cường, sinh năm 2001, ở phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, vừa tốt nghiệp trường đại học công nghiệp dệt may Hà Nội. Mặc dù đã tìm được công việc ổn định sau khi ra trường, tuy nhiên khi có lệnh và được động viên đi khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, Cường sẵn sàng gác lại dự định riêng, quyết tâm lên đường nhập ngũ để rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình cho Tổ quốc. Trong thời gian vừa rồi thì em cũng được các cô chú cán bộ của phường động viên, gọi điện hỏi thăm và cũng được quan tâm để cho đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, và em cảm thấy rất là vui. Gia đình thì hoàn toàn ủng hộ cái quyết định nhập ngũ của em. Chúng tôi thực hiện bằng cách tuyên truyền từ dưới phường và xuống các khu phố để đảm bảo cho công tác tuyển quân khi các công dân đến khám là đúng thời gian, đủ quân số theo quy định. Kết quả thì phường chung có 10 thanh niên đã trúng tuyển, trong đó thì có 5 công dân đã tốt nghiệp các trường đại học. Gia đình thanh niên Đào Ngọc Thành ở tổ dân phố Sách Đằng, phường Lam Sơn có hoàn cảnh khó khăn khi bố bị tai nạn mất sớm. Người mẹ là công nhân môi trường, một mình nuôi hai anh em Thành ăn học. Tốt nghiệp xong cấp 3, em tự xin việc làm ở các quán hàng ăn để có tiền phụ giúp mẹ. Để Thành và các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ đợt này, phường Lam Sơn đã huy động các ban ngành đoàn thể vào cuộc. Nòng cốt là Ban Chỉ huy quân sự xã kiên trì làm công tác tư tưởng thăm hỏi động viên về vật chất tinh thần đối với các gia đình có công dân nhập ngũ. Theo em được biết, vào trong quân đội cũng được cả môi trường rất tốt để rèn luyện cho những lứa tuổi như bọn em trưởng thành hơn, cứng cỏi hơn. Cũng là một phần em đóng góp công sức của mình vào trong công cuộc bảo vệ đất nước. Tôi cũng động viên cho cháu nó đi, cho nó vui vẻ mà hoàn thành công việc của nhà nước. Xong rồi thì thôi cháu về lại hòa nhập với gia đình. Chúng tôi trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo ba gặp bốn biết, phối hợp với các cơ quan chức năng đến gặp trực tiếp từng công dân để tuyên truyền vận động. Ngoài cái việc chung của gia đình chính sách theo Đảng nhà nước thì chúng tôi có những cơ chế để xây dựng cho các cái nhà đồng đội, những quân nhân hoàn cảnh khó khăn lên đường nhập ngũ. Ngoài việc tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của thanh niên và gia đình, cơ quan quân sự các cấp ở thành phố tổ chức chặt chẽ việc thâm nhập ba gặp bốn biết với một số xã phường khó khăn về nguồn. Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo khám sức khỏe bổ sung những trường hợp đi làm xa vắng, tặng quà động viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm phấn khởi lên đường nhập ngũ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, chống lệnh khám, lệnh gọi trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trên địa bàn phường Tị Sử, thị xã Mỹ Hào có 3 tuyến đường trục trong khu dân cư đang thi công. Tuy nhiên tiến độ cả 3 tuyến đều bị chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Cụ thể là tuyến trục tổ dân phố trên, tổ dân phố Phan Bôi và tuyến sông Bành Lao đi dọc qua 4 tổ dân phố. Trong đó, tuyến sông Bành Lao được đầu tư làm cống, còn lại là các tuyến đường là nâng cấp mở rộng từ bê tông sang áp phan nhựa, có rãnh thoát nước hai bên. Người dân cho biết, khởi công từ đầu năm 2023 với 2 tuyến đường đơn vị thi công đã tiến hành đào lắp hệ thống rãnh thoát nước. Sau đó dừng lại mà không rõ lý do. Nhiều đoạn đường bị đào bới, rãnh thoát nước, mặt hố ga chưa có nắp đậy khiến cho tuyến đường vốn đã nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội khó đi. Tuyến cống Hộp Bành Lao
do không có đường tiêu thoát thay thế nên nước thải dồn nứ bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.